Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay tôi có một cái niềm vui muốn chia sẻ đến với tất cả các anh em ở trên kênh. Đấy là cái quá trình xin cấp phép bản quyền tác giả tác phẩm của tôi đã xong. Các tác phẩm của tôi đã chính thức là được đóng dấu bản quyền. Và sắp tới tôi sẽ phát hành chính thức để cho anh em có thể thưởng thức. Album đầu tay của tôi sẽ bao gồm 4 bài hát và được phát hành ở trên rất nhiều nền tảng số. Rất là nổi tiếng về nhạc số hiện nay, ví dụ như Spotify, Apple Music, iTunes, và trong đó thì cũng không thể thiếu được YouTube Music. Tất cả những cái bài hát trong album đều đang trong cái quá trình xét duyệt để có thể đưa lên trên nền tảng. Thì có nền tảng sẽ ra phát hành sớm và có nền tảng thì sẽ phát hành sau, phát hành muộn hơn. Đó. Đây nó là cái sự đánh dấu cái bước ngoặt đầu tiên trong cái sự nghiệp làm nhạc của tôi. Đó, nó sẽ là một cái dấu mốc quan trọng trong cái việc dấn thân vào cái việc làm nhạc chuyên nghiệp. Thì cái đợt phát hành đầu tiên này này, rất có thể nó sẽ là cái đợt phát hành cuối cùng. Đấy. Nó chỉ là một cái gọi là thử thách để tôi có thể thử sức mình trong cái lĩnh vực này. Nếu mà nó ok, được nhiều người đón nhận. Ở đây tôi không nói anh em nhé. Anh em thì tôi gọi là tôi chia sẻ thôi. Chứ còn anh em ủng hộ thì nó là điều vui. Nhưng nó không phải là cái mà tôi hướng đến. Các anh em nó không thuộc cái, nó gọi là cái gì? Nó gọi là cái thị trường mà tôi hướng đến. Nó gọi là cái đối tượng mà tôi nhắm tới. Đó. Thì cái thị trường ấy mà tôi đang nhắm tới, nếu mà nó có những cái phản hồi tích cực, đón nhận tôi, ok, cảm thấy tốt, thì tôi tiếp tục cái sự nghiệp này nha anh em nhá. Đấy. Còn ngược lại, nếu mà không ai đón nhận thì tôi lại quay trở về cái máng lợn. Rõ ràng là như thế. Bởi vì anh em biết cái việc sáng tác ấy, nó mất rất nhiều chất xám, cũng như là thời gian và công sức, thậm chí là cả tiền của bỏ vào. Đấy, bỏ vào thì nó cũng phải có một cái tia hy vọng, đúng không anh em? Có thể là về mặt vật chất, về mặt tiền long ấy, thì nó chưa thu được cái gì. Đấy, nhưng mà nó có những cái chút khả quan về mặt hy vọng. Thì có thể là mình nhắm đến cái việc là mình có thể làm tiếp thì mình làm. Đấy, có một chút hy vọng thì đấy, về một cái tương lai tươi sáng cho một cái nghệ sĩ sáng tác, hay người ta còn gọi là nhạc sĩ đấy anh em. Đấy, thì nếu mà có nhiều người đón nhận. Ở đây là cái những cái người nghe nhạc ấy anh em ạ, chứ không phải là các anh em ở trên kênh Game Today. Các anh em thì các anh em là xem game chứ các anh em không nghe nhạc. Đó, thế nên là anh em cũng thấy là tôi chỉ có hai clip là tôi có chia sẻ anh em về vấn đề tôi làm nhạc thôi. Tôi có giới thiệu cho anh em cái kênh mà thực ra là cái kênh Bản Tin Rap Việt ấy. Thì thực ra nó không phải cái kênh mà tôi làm đâu. Nó chỉ là cái gọi là vui ngẫu hứng thôi. Làm cho vui, làm rap cho vui thôi. Chứ còn đấy nó không phải thể loại mà tôi gọi là tôi chuyên sâu. Tôi biết làm thì thực sự là tôi cũng không biết làm. Thực sự là nó không phải là cái sự thông thạo ở trong cái bộ môn rap. Đấy, nó chỉ gọi là gì? Là biết làm, ở dừng lại ở cái mức là biết nhạc lý và ra được một cái giai điệu, ra được một cái beat nó ok. Theo những cái người mà không chuyên thì là ok. Còn với những cái người chuyên nghiệp thì nó còn phải là lời, nó còn phải gieo vần, rồi nó còn phải là chơi chữ các kiểu ấy. Thì cái đấy thì nói thật với anh em là thứ nhất là mình không có thời gian làm đấy, và phải những cái người chuyên nghiệp người ta mới có thể nghĩ nhanh được. Chứ còn nếu mà tôi thì chắc là dặn cả tuần, thậm chí là cả tháng mới ra được một bài, thì nó cũng khó để mà có thể làm được bản tin rap Việt anh em ạ. Đấy, chính vì thế là nếu mà nó là dạng bản tin thì mình làm nhanh thôi. Mình làm kiểu mì ăn liền thôi. Đó. Tôi định là như thế. Nhưng mà đấy nó cũng không phải cái tôi hướng đến. Cái hướng đến của tôi nó chính là một cái trang để tôi giới thiệu những cái tác phẩm của tôi do tôi sáng tác. Những cái tác phẩm đều có được đăng ký bản quyền hẳn hoi. Và những cái tác phẩm đấy có thể là bán cho những cái ca sĩ, những cái người cần cover hoặc có thể bán đất luôn. Đó, thì đấy nó là cái thị trường mà tôi nhắm đến. Ngoài ra thì có thị trường về các anh em mà nghe nhạc nhiều thì có thể là nghe ở trên những cái nền tảng nhạc số thì cũng rất là ok. Cái đấy thì để gọi là phân tích cái thị trường hay là có thích yêu thích âm nhạc của tôi không hay thôi. Chứ còn thu nhập thì thực ra là, cũng là hướng đến là bán cái nhạc sáng tác đó. Thì cái thu nhập chính là nó ở đấy cơ. Chứ còn nó cũng không phải là làm YouTube kiếm tiền,
hay là kiếm tiền từ những cái nền tảng Spotify hay là kiếm tiền từ SoundCloud. Những cái đấy thì nó chỉ là mang tính chất là phát hành để đến với công chúng thôi, chứ còn nó cũng không phải là cái mà tôi hướng đến trong cái việc kiếm tiền ở đấy. Chuyện này có vẻ như là có beat kết hợp với cả cái bộ Hapbox đấy, không biết là có phải không. Chuyện này thì anh em nhìn này, anh em biết tôi chơi gì rồi. Không cần phải trả lời, không cần phải giới thiệu nữa. Đó, anh em nhìn anh em biết tôi chơi gì rồi. Hai ngày rồi tôi chơi cái bộ này và tôi tiếp tục, ngày hôm nay tôi chơi tiếp. Đây rồi anh em ơi, quá tuyệt vời. Ok, Fallen Witcher 2 sao. Dồn đồ cho Fallen Witcher đó. Rồi, Fallen Witcher 2 sao. Mặc dù là không có được hưởng cái hệ cung nhưng mà cũng rất là ok. Để như này đi. Đầu game cho đứng ở giữa bản đồ này thì tôi nghĩ là có thể là chúng ta sẽ đỡ bị là focus vào hơn. Thường là họ sẽ để ở trong hai góc thôi. Để ở giữa này thường nó sẽ làm mấy cái con Wario. Nên là tôi để ở giữa luôn. Nên là tôi không để ở góc nữa. Đội hình như này mà chúng ta đang có 88 máu đứng ở vị trí top 3 từ dưới lên. Dã man thật sự. Chưa hiểu là như nào đây. Bây giờ có Fallen 2 sao thì tôi nghĩ là tôi sẽ đánh vào chữ thắng đấy nhỉ. Đúng không? Làm gì mà thua được? Tầm này bây giờ mạnh rồi mà. Bây giờ mà ra 4 đỏ thì có khi là chơi 4 đỏ ngon hơn đấy. Giờ ra 4 đỏ chơi 4 đỏ ngon hơn. Fallen Witcher này không có tăng mana nên là tung trưởng hơi chậm. Nhưng mà bây giờ nó lên 2 sao nó cũng khá gánh. Mấy hôm nay lag thật đấy. Anh em thấy là cái ping của tôi ấy, anh em thấy nó cứ nhảy liên tục luôn. 50 sao lại lên 400? Sao lại xuống 50? 50 tức là chơi tốt, chơi không bị lag, không giật, mượt. Nhưng mà con số này có vẻ nó hơi ảo. Nhảy phát lên 400 cái là treo luôn. Đấy, anh em thấy không? Nhảy phát lên 250. Không biết là có phải là do Dodo dạo gần đây là kiểu như là không có tiền để mà đầu tư vào server hay không. Tôi thấy có vẻ như thế. Rõ ràng là người chơi có vẻ ít đi. Từ khi mà update xong là tôi thấy là rất nhiều người không chơi game này nữa. Rất nhiều anh em bỏ game rồi. Đó. Sau đó thì những cái lượt view của tôi nó tụt đi. Những cái kênh khác cũng vậy. Đấy, những cái kênh khác lượt view cũng bị tụt đi thì chứng tỏ là cái gì? Chứng tỏ là cũng ít người quan tâm đến cái bộ môn này hơn. Chính vì thế có thể đây là cái việc cắt giảm tiền để đầu tư vào server đấy. Chỉ hy vọng là nó không chết sớm thôi. Con game này đang hay mà teo thì nói chung là rất là buồn. Tôi buồn là chắc chắn rồi. Tôi không biết anh em như nào nhưng mà cái con game này nó chính là cái khoảng thời gian mà tôi rảnh rỗi mà tôi vào tôi chơi ấy, là tôi thường là tôi không có làm clip mà tôi chơi theo cái kiểu là giải trí thì tôi chọn cái con game này. Đấy, tôi khẳng định với anh em là rất là yêu quý nó. Tuy nhiên là những cái lúc mà mình làm việc, tức là mình coi như là làm ấy mà để làm video ấy. Đấy. Thì nó phải ra những cái content mà theo kịch bản. Rồi tôi cũng phải suy nghĩ để tôi nói. Đó. Suy nghĩ để xem là chơi cái gì hợp lý để gây bất ngờ cho mọi người. Hay là xây dựng đội hình như nào cho nó ra một cái kịch bản mà nó hay. Đó. Cái nội dung nó diễn biến ra sao. Đấy thì cái đấy là nó rất là đau đầu. Khá là mệt. Thế nên là những cái lúc đấy thì nó không phải là cái lúc giải trí của tôi. Nhưng mà những cái lúc giải trí thì thực sự là nó rất là hay đấy. Anh em ạ. Chơi rất là cuốn. Cái cảm giác chiến thắng ấy, cái việc đấy nó rất là, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác thỏa mãn và phải nói là nó rất vui khi mà chiến thắng. Và chúng ta có thể là một cái ngày mệt mỏi chúng ta làm việc, chúng ta có một cái chiến thắng ở trong game thì phải nói là như nào nhỉ, bao nhiêu cái mệt mỏi ở trong cả cái ngày đấy là coi như là nó quên hết luôn đó. Không biết anh em có thế không nhưng mà tôi thì như thế đấy anh em ạ. Trong
cái buổi tối mà bật lên mà chơi ấy, chỉ một hai game mà chiến thắng rất là hay, rất là vui. Tất nhiên là trong cái trường hợp là không phải ghi âm nhá, không phải coi như là làm kịch bản, không phải nội dung gì cả, thì như thế thì nó rất là vui. Hay là có thể là party cùng với anh em chơi cái bộ môn này chẳng hạn, chơi đấm nhau vui phết đó. Chứ còn để mà làm việc thì đương nhiên là không vui rồi. Làm việc thì không vui rồi, chả có cái công việc nào mà nó vui cả anh em ạ. Chỉ là mình có thích nghi được không hay là mình không thích nghi được thôi. Đấy, thích nghi được hay là không thì nó phụ thuộc vào mỗi người, vào cái niềm đam mê trong cái công việc của từng người, vào cái sức chịu đựng của từng người. Cái đấy thì không biết đó. Thế mà bây giờ cái con game này mà tự nhiên một cái mà nó đóng cửa hay nó sập một cái nhỉ, cực kỳ buồn luôn, buồn lắm anh em ạ. Tôi không thể dám nghĩ là có thể là ngày mai hay là ngày kia hay là tháng sau nó có thể là nó bị sập. Nhưng mà nói chung là nó có thể bị sập bất cứ lúc nào đấy anh em đó. Mà bị sập thì chúng ta lại không có cái gì để chơi, chả nhẽ lại chuyển sang TFT đúng không? Nhưng mà tôi cũng không muốn là nói trước điều gì, nhưng mà nếu mà giả sử những cái con game này nó sập ấy thì tôi cũng chưa nghĩ là tôi có thể chuyển sang được cái TFT đâu anh em. Tôi có thể cố gắng làm cái nội dung về auto chat cho đến khi nó sập, nhưng mà đến khi nó sập thì cũng chưa chắc là tôi đã có thể là quay xe sang TFT để tôi chơi tiếp đâu. Đấy, có thể lúc đấy là cái vai trò nó khác rồi, cái vai trò đó như là tôi có chia sẻ với anh em đấy, bây giờ làm rất nhiều việc đấy, có thể cái vai trò mà sau cái năm nay đến cái năm 2025 ấy, sang năm sau thì mình lại sang một cái vai trò khác rồi, vai trò đúng cái kiểu nhạc sĩ để mà chuyên là viết nhạc rồi. Là cái lúc đấy nói thật với anh em là nếu mà kiểu không có việc hay là không ai thuê ấy, thì nó khác. Cái việc là bây giờ là ví dụ trong cùng một thời điểm khoảng trong một tuần ấy mà phải sáng tác 5 bài để cho 5 khách hàng. Thế thế thì nói tóm lại là cái đấy là nó phụ thuộc vào tương lai, không nói trước được điều gì. Chỉ biết là hiện tại thì vẫn đang cố gắng hết mình để làm nội dung đấy, để cho tất cả, kể cả là cái phần âm nhạc và cũng là cái phần auto chat này nữa. Cố gắng làm nào để tất cả nó đều cân đối, nó đều hài hòa, rất là ok. Tôi thấy là tôi cũng đang rất là hài lòng về cái cuộc sống hiện tại, về công việc hiện tại, nó khá là chill đấy. Làm nhạc thì nó cũng đồng nghĩa việc là chúng ta nghe nhạc, chúng ta được giải trí đấy. Làm video clip thì cũng đồng nghĩa việc là chúng ta được chơi game. Đấy là anh em nghĩ thế. Chứ mà tôi không nghĩ thế. Làm clip này nó không giống như chơi game lắm anh em ạ. Tôi trước đây thì tôi cũng nghĩ là như thế, nhưng mà sau khi tôi làm một thời gian thì tôi lại không nghĩ là như thế. Còn nhạc thì tôi nghĩ là bởi vì là bây giờ hiện tại là tôi mới làm, còn đang mê thôi. Chứ còn một thời gian sau khi mà chúng ta nó gọi là nó bị chai rồi, chai sạn rồi ấy. Nó hết ý tưởng hay nó cạn ý tưởng hay là nó không còn khả năng sáng tác nữa, thì cái việc mà chúng ta làm nhạc để chúng ta nghe nhạc nó không còn đúng nữa với cái định nghĩa về cái việc là làm và chill thì không đúng. Nó chỉ đúng với cái thời điểm hiện tại thôi, chứ còn sau này thì không biết. Ok. Rồi. 6 Hunter. Bây giờ thì không có súng 2 nên tôi random. Rồi. Cái MM chỉ dành cho cái con súng 2 sao thôi. Ra sớm thì sẽ có, còn nó không ra thì thôi. Lấy đồ cho full lần. Ok, nó sẽ vẫn là 6 Hunter. Như này có mỏng quá không nhỉ? Con full lần ở phía trên có vẻ hơi mỏng. Cái bọn phía dưới mới là cái bọn mà được đứng bắn này, còn cái những cái thằng phía trên full lần hóa thì khả năng cao chết sớm. Trừ khi là gặp mấy thằng assassin. Đấy. Được. Đấy, anh em thấy con full lần bắn nhanh không? Bộ này hay mà, tôi thấy bộ này tuyệt vời đấy. Úi giời, con súng ra mượn một round ạ. Ra cái round trước là tôi lấy đồ cho nó đấy. Nhưng mà thôi, súng ra sau thì mày phải chấp nhận. Ra sau thì phải chấp nhận là không có đồ thôi. Châu chậm thì là uống nước đục. Đó, thế thôi.
Trận này nói chung là Fulham ra 2 sao là ấm rồi. Có thể là chúng tôi sẽ lên 9 sớm. Trận này không Hyperdome ở 7 nữa đâu. Rất có thể là chúng ta sẽ... À không, tôi nghĩ lại rồi. Không, vẫn lên Rôn ở 7. Bởi vì làm sao? Trận này mà up cấp sớm ấy, khả năng gặp cái nhà Beat hay nhà Warrior là chúng ta bị mất nhiều máu lắm. Phải 3 sao anh em ạ. 3 sao đã. Không nên up cấp sớm. Chơi Hunter mà up cấp sớm này nó mỏng lắm anh em. Cứ đánh ở 7 đi. Full 3 sao đi. Bắn rất nhanh. Cắt chuỗi luôn. Quá là tuyệt vời. Rồi. Ơ lại ra súng này. Thế chứ nị. Hay quá nhở. Súng lại trận này lại vớ vẩn lại lên 3 trước Fulham thì sao. Đúng không? Ok. Nhớ anh em cứ bảo là những cái trận trước là tôi ra con súng sớm nên là tôi có thể là đội hình này tôi mạnh rồi đánh ok. Chứ còn nếu mà ra súng muộn thì toang thì thực ra thì cái trận đấu đầu tiên thì tôi cũng phải thú thật với anh em là nó có ra sớm thật. Con súng 3 ra sớm thật. Nhưng mà tôi luôn ở level 7 mà anh em. Đấy. Luôn ở level 7 thì cái round 24 thì nói chung là sớm thì nó cũng không hẳn là sớm. Đó. Còn cái trận thứ hai thì mãi tận round 28 tôi mới có con súng 3. Thì tôi nghĩ round 28 khi mà chúng ta roll ở 7 để mà kiếm một cái con co 2 tiền lên 3 sao thì nó là bình thường ấy nhỉ. Anh em chẳng những anh em chưa giờ anh em roll được ra round 28 sang con súng 3 à? Tôi thấy cái round 28 mà ra được thậm chí là một con Fallen 3 sao nhá. Ở round 28 ấy thì nó cũng là điều bình thường chứ nó không phải là sớm. Không phải là sớm đâu anh em ạ. Thậm chí là round 28 nó đã dần chuyển về late rồi thì chúng ta gọi là muộn rồi đấy anh em. Đấy. Round 28 là ít nhất là có một đồ cam, một đồ tím rồi. Không thể nói là đấy là sớm được. Còn bình thường thì tôi thấy là có những cái ông chơi round 11 lên được cái con súng lên được 3 sao cơ. Round 11 thì sớm quá, hơi bốc phét. Đấy, nhưng mà round 14, 15. Tức là họ hơn tôi tận 10 round. Tôi round 24 mới ra đấy nhá. Thế là cái việc mà cái bộ này có con súng cái tầm đấy cũng không phải là quá sớm. Và có một cái mà tôi cũng muốn truyền tải cho anh em ở trong cái clip trước để mà làm bật cái nêu rõ cái việc là chơi cái bộ này. Đấy chính là chúng ta phải biết tận dụng xem là cái con nào thì chúng ta nên dồn đồ. Ví dụ súng 3 trước thì dồn đồ cho súng chẳng hạn. Hay là có những cái món đồ là hợp với con súng hơn. Đấy. Chứ còn cái nội dung thì tôi cũng không muốn nói là cái bộ này là nó quá mạnh đâu. Nhưng mà thực sự là quá mạnh đấy anh em ạ. Rất mạnh đấy. Rất mạnh nhưng mà anh em phải biết cách khai thác. Khai thác nó mà chuẩn thì rất mạnh đấy nhá. Rồi, hôm tiếp đó. Sẽ cố gắng đưa lên 3 sao. Mạnh hay không là anh em cứ thấy tôi đánh ở level 7 và tôi roll như thế này. Đó, và tôi form đội hình ở level 7 và chúng ta giữ được chuỗi, thậm chí là chúng ta không giữ chuỗi thì chúng ta cũng giữ được một cái lượng máu khá là nhiều. Vậy thì nó là ổn nha anh em nhé, đánh ở level 7 đấy anh em, không phải dí cấp quá sớm. Không phải chạy đua với cả cái việc là tốc độ dí cấp. Đấy. Rõ ràng là rất ổn. Nó cũng có thể gọi là ổn tương đương với cả cái line up kẹp với cả 9 xin đấy anh em. Tương đương đấy. Rồi, roll tiếp rồi. Chúng ta sẽ roll ở level 7. Mà cái roll này ấy, nó sẽ khiến cho mấy cái con nó lên 2 sao thì nó cũng sẽ dày dặn hơn. Lấy đồ gì đây? Từ từ xem đã. Quả cầu vực thẳm cũng phải ok đấy. Mặc dù trận này có 3 người chơi Warrior nhưng mà tôi nghĩ tôi lấy quả cầu vực thẳm. Có 2 nhà chơi mết. Cái bộ này nó không sợ Warrior đâu. Nó sợ mết hơn. Anh em ạ. Mết thì kẹp cá vào. Thường là chúng ta phải lên 9 chúng ta mới kẹp. Ở level 8 không ai kẹp cá à. Ở level 8 là gì? Ở level 8 chúng ta sẽ kẹp là beat. Đấy, kẹp cái con cầu beat vào. Nên level 9 chúng ta mới kẹp cá cơ. Nên là bộ này vẫn lên lấy là cái quả cầu vực thẳm cho cái con Fulham.
Ok. Thằng này đủ biết chưa? Nhưng mà tôi nghĩ tôi vẫn sẽ ăn được thôi. Hunter bắn rất cháy. Suýt đi. Thằng chơi beat suýt đi, không ra cuốn sách thì đi thôi. Chơi beat thì khô máu ra sách thì may ra mới có thể ăn được. Rồi, run tiếp nha. Cố gắng đưa con gấu lên 2 sao nào. Từ từ. Thế thì rồi, chắc lóc lại nhỉ. Con gấu này cũng cần đấy. Ngoài ra có con Medu nữa. Medusa thì tí nữa 2 sao thì thay cho con Wing Ranger. Để chúng ta có thể kẹp cá vào. Hoặc là thay cho con cung đen. Nhưng mà con cung đen này chắc là tôi không thay đâu, bởi vì cung đen sắp lên được 3 sao rồi. Ok. Đấy, vẫn giữ chuỗi này. Chuỗi cộng 7 ở đấy. Chết nhiều đấy. Vua xét à? Được. Rồi, run tiếp. Lại full lần này. Ui ui, từ từ. Thôi lại phải bán con gấu đi vậy. Hết slot rồi. Ra ngoài lóc lại. Vẫn ưu tiên những cái con sắp lên 3 sao hơn. Con gấu tìm lại sau ấy. Gấu tìm nó cũng dễ mà. Rồi. Phô lần bắn cháy đấy. Anh em nhìn con phô lần nó đánh nhanh không ạ? Con phô lần dính độc vào mà bắn nhanh thế nhở? Rồi, vô tiếp. Súng 2 sao nữa. Chết rồi. Khô máu à? Khô máu đang này à? Ok. Thôi rồi, đủ slot rồi. Đủ slot cái là dừng lại ngay. Không luôn nữa. Cứ dừng lại ở level 7 thôi anh em ạ. Tôi thấy cái bộ này ok mà. Dừng lại ở level 7 đánh giữ máu phết ấy. Gặp thằng Warrior khả năng mất chuỗi rồi. Warrior to. 9 Warrior bây giờ tầm này chịu. Đúng được trúng vào con phố lần luôn ạ. Thế thôi. Của bạn hết. Đồ thế giới đấy, đồ thế giới đấy. Ra đúng đồ trấn con này cơ. Thảo nào mà nó tung trưởng nhanh đến như thế. Ra ngay cái vương miện cho bộ 9 Warrior. Trận này có hai thằng chơi 9 hoa. Hai thằng chơi mết. Nhưng mà tôi lấy đồ tôi chống mết rồi. Lấy nếu mà thấy là không có mết thì tôi đã lấy cái giáp thép để chống Warrior. Nhưng mà thôi, kệ nó đi. Tí nữa nhà Warrior là chưa chắc đã sống thọ ở đâu. Còn gặp nhà mết nữa cơ mà. Đấy. Tôi thì tôi không sợ lắm. Cả hai bộ đấy thì tôi cũng không sợ. Cái vấn đề có lên được 3 sao hay không thôi. Tôi cũng sẽ run ở level 7 đến khi nào lên được 3 sao. Còn gặp bọn kia thì nếu mà đã lên được 3 sao rồi thì mất. Nếu mà thua thì chỉ mấy máu thôi. Không đáng kể. Vô tư. Nhưng mà trận này tôi nghĩ là dài đấy. Trận này khả năng dài. Quá tuyệt vời luôn. Một con Skull Hunter nữa thôi. Đồ này, lấy hút máu trừ giáp. Đồ nói chung là cứ chia ra thôi. Khô máu luôn anh em ơi. Còn một con. Còn một con thôi, còn một con thôi. Đây rồi. Ui rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Quá tuyệt vời. Rồi, ổn rồi. Fallen Witcher lên được 3 sao ở round 26. Tức là cái round này nó là cái round chuẩn rồi đấy anh em ạ. Hôm trước tôi cũng lên được cái con súng lên 3 sao ở round 26 á. Sau cái round 26 này thường ở đánh ở level 7 sẽ hết tiền kiếm 3 sao. Rồi, ok rồi.
Đấy, trận này thì rõ ràng là dồn toàn bộ đồ cho Fulham rồi. Súng có được cầm mấy đâu, súng cầm đồ thừa đó. Ở dưới cái hàng chờ này tôi còn có một con Skull Hunter, một con thỏ và một con Exit Ranger nữa. Là sắp lên được 3 sao rồi, có lẽ là chúng ta sẽ roll tiếp ở level 7 anh em nhé. Tôi sẽ không vội lên 8 vội đâu. Cứ lên 3 sao đã rồi tính. Tí nữa lấy cái đồ ô là coi như 5 con 3 sao bắn thoải mái luôn. Rồi. Lại ra gấu này. Mà không có slot mà mua luôn. Đổi đồ tím anh em nhá. Chúng ta sẽ lấy cái món đồ tím đầu tiên. Ok. Cái bling để đấy đã. Bling này khá quan trọng. Đồ này. Rồi, chắc chắn nó sẽ là cái đồ đó. Ok. Cái bling này không cho được nhỉ. Bling cho con nào? Con thỏ à? Mấy cái món đồ kia đương nhiên là tôi sẽ không thể nào tôi vứt đi được rồi. Toàn những cái món đồ quan trọng. Toàn những cái món quan trọng mà cần phải cầm nó. À, không thể vứt được ra đâu. Tạm thời bling cho con thỏ đó. Đấy. Không sợ này. Chết rồi. Thái đi rồi. Chúng ta dồn đồ cho một cái con Fallen Witcher và nó thuộc tộc Demon. Ngoài ra nó còn nó là cái hiệu ứng Witcher nữa. Nên là không sợ cái bọn Warrior đâu anh em ạ. Thậm chí là còn cao tơ ở Warrior cơ. Với một cái bộ Hunter thông thường ấy mà con súng làm co thì nó còn sợ Warrior. Nếu mà không có hút máu thì rõ ràng bắn vào nó phản ngược lại là chết. Nhưng mà bộ này nó là đam Demon, nó đánh nó xuyên giáp mà. Đấy. Thực hiện những cái cú đánh xuyên giáp thì gặp Warrior cũng không sợ phản nhiều lắm. Ngoài ra ấy, cái con Fallen Witcher nó còn phế cái bộ Demon của con Doom nữa. Nên là chơi cái bộ này cũng rất là mạnh đấy anh em ạ, rất mạnh luôn đấy. Trận này là chúng ta sẽ gặp một cái thằng Goblin với một cái con bom 2 sao. Bộ này thì hơi hơi mỏng. Bộ tôi đang chơi hơi mỏng. Bom đặt được 2 quả, ví dụ có RO thì khả năng là toang là cao nhá. Đội hình mỏng là một, thứ hai là gì, là gây đam chậm. Những cái đội hình mà chúng ta gặp mà giáp to thì rất sợ. Vì cái đội này của tôi là đánh là đam tay vật lý. Đấy. Nhưng mà Fallen Witcher nó vẫn đang gánh anh em ơi. Quá tuyệt vời. Bắn nhanh thật sự luôn. Đây rồi, đây nó mới là chính là cái con Fallen mạnh này. Cái con Fallen mà biến từ cái con Skull Hunter ấy, nó mới là cái con Fallen coi như là khủng bố. Bắn với cái tốc độ nó 0.1. Còn cái con Fallen gốc ấy, nó không phải là cái con mạnh. Con đấy nó chỉ là mồi thôi, nó chỉ là cái con phôi cho biến hình thôi. Còn những cái con xung quanh nó mới là những cái con mạnh thật sự. Hiện tại tôi biến được ra là 5 con rồi. Level 3, 3 sao kẹp thêm một cái RO. Bây giờ chúng ta kiếm thêm cái đồ tím vào thôi, nhét vào thôi. Đồ tím này, rồi đồ cam này. Đó. Chỉ thế thôi là mạnh rồi. Không cần thiết là phải lấy thêm những cái món đồ xanh dương nữa. Đây rồi, mét là 9 mét đây này. 9 mét, 9 mét, 9 mét của chúng tôi. Thậm chí là hiện tại ấy, tôi còn chưa có cái BKB. Tôi không cần lấy BKB luôn. Cái con Fallen Witcher này nếu mà cầm cái quả cầu vực thẳm ấy, nó là bộ cao tơ vào mét rồi. Không có ngán mét nữa rồi. Đấy. Ok. Để cái hút máu trừ giáp cho con súng bắn cho nó dí nhanh anh em ạ. Người ta đã bước sang round thứ 30 rồi. Hơi đen. Roll từ laser vẫn không thêm được một cái con Exit Ranger hay một con thỏ nào cả. Đen thật sự. Đây rồi. Vậy là chúng ta còn một con nữa đó. Một con Exit Ranger nữa. Hai con thỏ nữa. Và hai con súng nữa. Vậy là đủ bộ. Chúng ta sẽ có 5 con 3 sao. 5 con Fallen 3 sao thì mạnh cỡ như nào ở trong cái bộ này.
hồi sau sẽ rõ anh em nhá. Tôi cũng chưa bao giờ có thể thực hiện được, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ rất mạnh đấy. Đồ này tôi nghĩ là tôi sẽ lấy cái ban ơn ấy, hay là cái vĩnh hằng nhỉ. Cái vĩnh hằng thì sao? Vĩnh hằng để chống mết hơi khó nghĩ, nhưng mà thôi chắc lấy vĩnh hằng. Như này đi, này có yếu hơn không nhỉ? Tôi đang hơi nghi ngờ ấy, hơi khó nghĩ về quả này. Để BKB thì cái con Fallen Witcher nó sẽ được bảo vệ tuyệt đối, nhưng mà những cái con xung quanh của nó thì không biết thế nào đâu. Thôi giờ tôi cũng rèn luôn cái quả cầu vực thẳm đi nha anh em nhá. Tôi muốn lấy cái đồ cam cơ, rèn luôn. Chuyện này dồn đồ cho Fallen thôi anh em ạ. Lấy khiên thiên thể nhá, hay là cái hút máu nhỉ. Thực ra hai món đều cần như nhau, mà lấy khiên thiên thể đi. Chúng ta cứ nhây thì chúng ta càng ngon. Thằng nào nhây lâu hơn thằng ấy thắng thôi. Đội hình mặc dù mỏng lắm, nhưng mà nếu mà Fallen Witcher có thể hóa trước khi bọn xung quanh chết thì vẫn ok. Máu nó vẫn đầy đó. Ui thằng này khỏe thật sự ấy, không ăn nổi mà. Nó đấm kìa. Ui vậy đấy, điêu nhỉ. Demon sợ warrior, không hiểu kiểu gì. Đây rồi, mỗi con còn một con thôi. Ok, cung đen lên được trước. Cho con thỏ đi. Đen thật. Hiện tại là chúng ta đến ra 32 rồi mà tôi vẫn lang thang ở level 7 này. 55 máu mà gặp warrior hơi sợ. Chắc chỉ sợ warrior thôi, chứ còn hai cái thằng kia thì không ngàn lắm đâu. Goblin thì có vẻ cũng hơi sợ một chút xíu. Nhưng mà cái bộ goblin ấy không phải là cái bộ mà có thể gây đam nhiều, gây đam mạnh như cái bộ warrior được. Trận này nó phải có dash split rồi ô cơ. Cá lông 2 sao à? Ây à, gì cũng đau đấy. Thằng này ra được cả ca lông 2 sao có nghĩa là nó đang chiến thắng đấy nhá. Chứ goblin mà giành được chiến thắng thì ngon lắm ấy. Ra công nghệ make roll 5 đô luôn. Rồi mà đã roll 5 đô là roll đến 3 sao giống như con súng này luôn. Dã man. Cuối cùng thì con súng nó cũng lên được. Rồi thỏ lên lốt. Xong rồi. Round 33 hoàn thiện đội hình. Cũng không tồi đâu. Rồi bây giờ chúng ta, chắc là tôi nghĩ là bây giờ chỉ có chăm vào cái việc là up level thôi. Tôi nghĩ là up level là hợp lý đấy. Up level đợi update. Xem là update mới đi có cái con gì. Tôi thấy có giới thiệu ở trong cái phiên bản mới có con gấu thay đổi skill uy tín lắm. Con gấu tổ ấy. Con gấu màu tím tím ấy. Cái con gấu mà thuộc tộc Metalit ấy. Đấy. Có thay đổi skill làm cho con đấy nó khá là uy tín. Cái thằng mết này thì vô tư rồi anh em ạ. Tôi tính từ đầu rồi. Bây giờ từng này con Fallen với cái BKB thì nói chung là không có cửa ăn được tôi. Bây giờ chỉ còn là thằng Goblin và thằng Warrior thôi. Hai đối thủ lặng ký thôi. Mà tôi nghĩ là tôi không sợ Warrior. À tôi không sợ Goblin và Warrior đâu. Warrior chính ra tôi lại sợ hơn. Thằng này ấy, nó cũng đang tham với công nghệ mech cái này. 4 mech kết hợp với cả 4 goblin. À 6 goblin. Chứ nó không kẹp warlock vào. Bộ đấy phải kẹp cả warlock nữa mới mạnh được. Trên này nhiều người chơi warrior mà cũng ra khá nhiều warrior cho tôi mua ấy, mà tôi không mua đâu. Rồi, ăn nổi thằng này không? Blink sang bên này à? Vãi đái. Thế thì thua. Thua không? Nhìn cho Fallen bắn khỏe này không ạ? Tốc độ nhanh có khác gì con. Chả khác gì con Calong cả luôn. Thậm chí Calong còn đuối hơn. Đam bé hơn. Được mỗi cái đấy bắn nhanh thôi.
Tôi nghĩ là tôi sẽ up cấp lên 9 dần đó. Trận này mà lên 9 thì kẹp thêm cái gì đây? Vẫn đang nghĩ. Kẹp thêm Saman đỏ. Kẹp thêm đỏ. Lên level 9 sẽ kẹp thêm đỏ này. Lên level 10. Level 10 kẹp thêm gì? Saman à? Chưa biết. Kẹp Saman cũng ngon. Mà cái con đường lên 10 là còn xa lắm. Lên từ từ thôi anh em. Không phải quá gắt đâu. Bao giờ cần thì lên sao. Tầm này tôi nghĩ tôi vẫn giữ được máu thôi. Tôi gặp thằng Warrior là khả năng tôi vẫn có thể ăn được. Anh em ạ, bộ này không sợ mà. Bộ này cái con bản chất của cái con Fallen Witcher nó là Demon. Nên là nó sẽ không sợ cái bộ Warrior đâu. Thằng này không biết lấy cái gì đây. Thôi, có khi random anh em ạ. À, ra cái món này à? Cũng được. Ok. Thêm tí giáp. Này có ok hơn không? Lên 9 nó kẹp thêm đỏ vào, ok. Lên 10. Tôi nghĩ là tôi sẽ kiếm con sâu. Con sâu và tôi kẹp thêm mua lóc vào ở level 10 anh em ạ. Thay con sâu bằng con sói. Thay con sói bằng con sâu. Đấy. Thế nó là hợp lý nhất. Chúng ta sẽ có cái lượng hút máu đến từ vị trí của Warlock. Và chúng ta sẽ không sợ Warrior late game nữa. Tôi nghĩ là sớm muộn gì thì cũng là thằng Warrior thôi. Chứ còn không thể là thằng Goblin được. Goblin sắp đi rồi. Đao này khả năng cao đi. Kinh thật. Doom Blink xuống phát đấm cả chùm luôn. Nhưng mà vẫn thua thôi. Nhìn con Fallen nó bắn nhanh như thế kia cơ mà. Tốc độ 0.1. 0.1 có nghĩa là 10 phát một giây đấy anh em. Bắn rất nhanh. Cái trận này chính ra nhá. Chúng ta đánh nó hơi bị late game nhiều quá đấy. Đánh nó đến tận kéo đến tận round thứ 40. Kinh thật, không biết là có kéo đến round thứ 45 không. Nhưng mà nếu mà kéo đến round thứ 45 là sẽ là đến 50 luôn đấy. Mà đã đến 50 là sẽ có 60 luôn. Và rất có thể là có những cái trường hợp nó sẽ là mãi mãi. Khi mà nó hòa liên tục, không có thể là có thể kết thúc của trận đấu. Ok, ui anh em nhìn bắn nhanh không kìa. Thật, bắn như này có khác gì hơn Kalong đâu. Thôi đi rồi. Thằng này chính ra Goblin độ phết đấy anh em ạ. Giá 2 ăn Kalong 2 sao kẹp với cả Sivet mà vẫn thua. Thôi, kéo con súng ra để đánh với cả cái nhà Warrior. Chúng ta cần một cái thêm một cái con gây đam nữa, một con co nữa. Ok chưa? Đồ này ăn nổi không? Rồi này có một cái món không dùng đến. Đang có chuỗi ở đây. Vừa nãy nó chính thằng này nó cũng cắt chuỗi của tôi đấy chứ. Không biết ăn nổi không. Nó lại không chơi chơi 9 Warrior mà nó chuyển sang Half Orc rồi anh em ạ. Doom 3 với đài. À đâu, hình như là vẫn là 9 Warrior đấy. Nhưng mà kẹp 2 Half Orc. Đấm mà tự chết ạ. Đồ kinh khủng thật đấy. 6 món đồ cam mà chịu rồi. Ghê gớm vậy. Ôi giời ơi, đổi chán thế. Đổi ra cái này thực ra là cũng không cần lắm đâu. Nói thật là bây giờ muốn ăn được cái thằng Warrior kia thì nó cũng không phải là quá khó. Về bản chất là cái con Fallen Witcher này nó đã là một cái con Demon rồi. Counter được vào con Doom rồi. Nhưng còn một cái bản chất thứ hai đó chính là chúng ta sẽ phải có một cái món đồ mà nó hồi máu. Bây giờ chưa có nên là thua nó phải thôi. Bây giờ chỉ cần tôi nghĩ là sẽ có một cái hút máu cuối, đúng không ạ? Thực ra Fallen cũng chỉ cần một phút máu cuối thôi, chứ còn cứ hút máu xanh dương chứ không phải là cái đồ cam ấy thì nó cũng đâu có dùng được đâu. Không dùng được. Vẫn thua này.
Đen thật, lên 10 rồi vẫn thua. Nó level 10 nhưng mà nó có cái Doom 3 sao tín quá anh em ạ. Con Doom thực sự là mạnh ấy. Nó mạnh thật sự luôn. Kéo nó ra thứ 41 rồi này. 40 rồi 41. Hy vọng là không kéo đến 45. Cái điều lo sợ nhất là kéo đến cái ra thứ 45 ấy. Chả biết cái điều gì sẽ xảy ra đâu. Vớ vẩn là đang thắng thành thua. Hay là chơi Glacier nhỉ anh em nhỉ? Glacier kết hợp với cả 4 con lóc được không? Được. Có diễn viên chính ở đây rồi. Cô lần làm diễn viên chính rồi. Xung quanh phụ họa rồi. Rồi. Để xem nó ăn nổi cái này không nhá. Thằng nào chơi kẹp 9 Warrior với cái con tường mới anh em ạ. Nó kích hoạt Havoc nhưng mà chỉ được 1 Havoc thôi. Rồi. Lấy cái giáp xương này. Tôi nghĩ là không còn cái món gì có thể là phù hợp hơn ở trong trận đấu này đâu. Gặp Warrior lấy giáp xương là quá là ok rồi. Thiếu cái hút máu thôi anh em ạ. Nhưng mà giáp xương nó sẽ trừ giáp rất là kinh khủng luôn. Kết hợp với cả cái món trừ giáp của con súng thì nó sẽ trừ rất nhiều. Chỉ cần đứng cạnh thôi là trừ mà. Đấy, ăn được không? Vẫn chưa ăn được hả? Vẫn bị con Doom của đối thủ đấm nó sấp mặt. Con Doom này đồ nhiều quá anh em ạ. Đồ nó quá thế giới luôn. Nó phun 6 món cam ấy. Sợ thật đấy, con Doom đồ đống đồ này đánh cái kiểu gì. Sợ thật. Nó đang có cái định lui rùa lên tất cả full 3 sao ấy. Nếu mà cái bộ này mà đánh với full 3 sao của Warrior thì ăn nổi không nhỉ. Trông hơi điêu điêu ấy. Chuyển sang Warlock ấy. Biết đâu đấy lại có cái sự khác biệt đúng không? Ra sâu rồi này. Saman. Mèo Saman này cũng chả cần. Cần gua lóc cơ. Ui dồi, nhìn đấm kìa. Nhìn con đu một đấm, đau thật. Mà máu của nó không mất đi à? À không. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đấm sấp mặt luôn đây này. Được không? Ui mẹ, nó phản vãi đái luôn. Đấm vào phản nhiều thế. Ui tôi chết rồi. Vẫn thua này. À được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui dồi, kinh phết đấy. Trâu thật. Cuối cùng cũng chiến thắng nhưng mà chỉ được lọt có một con. Ok. Này đi. Cần đấy. Sợ là nhìn đồ của con Fallen này. Nó có cũng có cái Blink ấy chứ. Hay là Blink vừa rơi sang vậy. Không biết. Fallen Witcher tôi nghĩ là vẫn ăn được. Anh em ạ. Nào vừa rồi là chúng ta có Demon. Chúng ta đấm Doom như con thôi mà. Ôi ôi. Tôi chết rồi, sao lại thế này? Mẹ. Nó silent xong nó còn Doom nữa. Ơ. Điêu nhỉ, thế thì không biến được rồi. Chưa kịp biến hình luôn. Dao này bị đẩy nhiều máu này, vớ vẩn đi. Ui vãi đái, 11 máu, còn có 8 máu thôi. Dao này mà bị đẩy lần nữa là đi rồi. Phải cứt Doom, Doom thông minh thế, nó Doom đúng vào cái con Fallen của tôi chứ. Điêu thật. Thật sự thế luôn, ảo ma Galada đấy nhờ. Bao nhiêu con 3 sao như này mà ông Doom đúng vào cái con Fallen luôn. Chỉ cần là 1 giây nữa thôi mày Doom trúng thì cũng có làm sao. Cái tầm này thôi không mạo hiểm nữa rồi anh em ạ. Lấy cái xích để cho Fallen cho nó hóa trước khi con Doom của Doom đi. Tăng mana cho nhanh anh em ạ, lấy xích tăng mana cho nhanh. Lạc thế nhờ, lại đứng im rồi này. Hóa được rồi, hay quá. Rồi ôi, Doom một con súng ạ. Cảm ơn nhá. Doom dường như là anh ấy đã tốt nghiệp thạc sĩ nhưng mà không. Vẫn chỉ là bậc tiểu học thôi. Doom lần 2 vô tư. Doom lần 1 thì còn có giá trị.
Doom trúng vào con Fallen 3 sao thì còn có giá trị, chứ còn Doom lần thứ 2 thì hóa hết rồi thì chả có cái ý nghĩa gì nữa rồi. Đi chưa? Ui dồi ôi, tôi mới là cái thằng thua ấy hả? Sao điêu vậy? Cái nào vừa rồi tôi tưởng là tôi thắng, tôi ăn cơ mà. Không ổn rồi. May là nó còn cho mình một máu để còn có cơ hội đấy. Dã man. Một máu này phải sắp lại đồ nó chuẩn thôi. Tôi nghĩ là cái món đồ phế nhất bây giờ là chính là hai tia. Cần phải rèn gấp. Rèn thêm cái món đồ cam nữa. Hoặc là đồ tím cũng được, nó còn ngon hơn. Cho nên cầm hai tia có vẻ khá là tự hủy ở đây. Tự hủy thật sự. Con súng nó cầm hai tia nó bắn một lúc nó tự chết. Nó chết rất nhanh luôn. Kéo dài tận đến ra từ 46 chưa hết. Trận đấu cực kỳ dài luôn. Giáp xoài. Cần máu trâu anh em ạ. Gặp mấy cái thằng Warrior này tôi nghĩ là cái máu trâu nó vẫn ok hơn. Thật là trâu, thật là bền. Rồi. Ok chưa? Đây rồi. Không, từ. Đây mới đúng. Chính xác. Nó phải là cái hút máu cuối anh em ạ. Chính xác rồi. Đang định lấy cướp điên ấy, nhưng mà nghĩ lại hút máu cuối vẫn ok hơn. Chỉ có hút máu cuối này thì mới trụ nổi với cái con Doom ấy thôi. Rồi, vô 9 máu, đánh với 1 máu. Khoảng cách bây giờ nó cũng là con số 0 thôi. Úi dồi anh em gì kìa. Thôi xong rồi. Nhìn con Fallen nó đánh cháy như thế kia thì ok, nhưng mà vẫn thua. Điêu nhỉ. Vẫn đấm mà, Fallen vẫn đấm được. Ok. Ô, như nào. Ôi được bạn ơi. 9 máu đi luôn không? 9 máu đi luôn không? 9 máu đi luôn không? Vừa đủ. Dã man. Vẫn đấm được Warrior anh em ạ. Có điều là hơi vất vả thì thôi. Với cả trận này thực ra là con Doom của nó ấy. Nó đồ thế giới quá rồi. Đồ là full đồ cam. Có mỗi cái giáp xoay đồ tím thôi anh em ạ. Còn lại là 5 món đồ cam đắp trên người con Doom. Thì bảo làm sao mà đỡ. Sao lại còn 3 sao nữa chứ. Doom 3 sao chứ không phải Doom 2 sao đâu. Đấy. Thế nên là nó cũng quá là mạnh luôn rồi anh em ạ. Đội hình của địch toàn 3 sao. Nói chung là cái trận đấu này ấy là cả hai bên nó đều gọi là mắc binh rồi. Không thể mạnh hơn được nữa rồi. Đó, vậy là mắc binh nào nó khỏe hơn thì chứng tỏ chiến thắng nó thuộc về tôi thì nó là khỏe hơn đấy anh em ạ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái hoặc là clip bên phải để xem tôi chơi cái bộ này nha anh em nhá. Sẽ có hai clip về cái bộ này nữa mà có thể anh em đã bỏ qua. Rất là hay anh em tin tôi. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.